Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn môn lịch sử. Để đi vào bài học ngày hôm nay, bây giờ các bạn hãy hướng mắt về màn hình và cho thầy biết ảnh chụp di tích lịch sử nào, di tích có từ bao giờ? À, ảnh chụp Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta được xây dựng bắt đầu từ thời nhà Lý. Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những di tích quý hiếm của lịch sử giáo dục nước ta. Nó là minh chứng cho sự phát triển của nền giáo dục nước ta, đặc biệt với thời hậu Lê, để giúp các em hiểu thêm về trường học và giáo dục thời hậu Lê. Chúng ta cùng học bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay có tên Trường học thời hậu Lê. Bây giờ thầy và các bạn cùng nhau đi vào hoạt động thứ nhất nhé. Tổ chức giáo dục thời hậu Lê. Các bạn hãy mở sách giáo khoa ra trang 49 giúp thầy và đọc cho thầy nội dung của dòng chữ đen nhé. Ở thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu mở Quốc Tử Giám làm trường đào tạo nhân tài. Qua đến thời Trần, việc tổ chức dạy học và thi cử bắt đầu có quy củ. Thời hậu Lê, giáo dục được phát triển và chế độ đào tạo mới thực sự được quy định chặt chẽ. Nhà hậu Lê cho dựng nhà khái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách nữa đấy các bạn. Trường không chỉ thu nhận con cháu vua và các quan mà đón nhận cả con em gia đình thường dân nếu học giỏi. Ở các địa phương, nhà nước cũng mở trường công bên cạnh các lớp học tư của các thầy đồ. Nội dung học tập để thi cử là nho giáo. Học sinh phải học thuộc lòng những điều nho giáo dạy để trở thành người biết suy nghĩ và hành động theo đúng quy định của nho giáo. Đây là hình ảnh chân dung Khổng Tử, còn đây là sách giáo khoa Ngũ Kinh. Các bạn có biết không? Nho giáo còn gọi là Khổng giáo do Khổng Tử sáng lập là hệ thống các quy định về chính trị, về đạo đức, về cách ứng xử trong đời sống nhằm duy trì, bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Qua các thông tin mà các bạn đã tìm hiểu ở sách giáo khoa, vậy nề nếp thi cử dưới thời hậu Lê được quy định như thế nào? À, cứ 3 năm có một kỳ thi hương ở các địa phương và thi hội ở kinh thành. Những người đỗ kỳ thi hội được dự kỳ thi đình để chọn tiến sĩ. Các bạn biết không, ngoài ra theo định kỳ còn có kiểm tra trình độ của các quan lại nữa đấy. Đây là hình ảnh những sĩ tử liều chổng đi thi. Còn đây là hình ảnh trường thi. Còn đây là hình ảnh giám khảo. Và đây là hội đồng giám khảo. Đây là hình ảnh kỳ thi hương ở Nam Định. Còn đây là hình ảnh tái hiện hội thi đình ở thời hậu Lê. Qua các thông tin mà thầy cho chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy được tổ chức giáo dục thời hậu Lê có sự phát triển, đổi mới, có nề nếp và quy củ, nội dung học tập là nho giáo. Vậy nhà hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài nhé. Các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 50 và đọc phần chữ đen giúp cho thầy nhé. Vậy bây giờ các bạn hãy cho thầy biết nhà hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? À, những việc làm nhà hậu Lê đã làm để khuyến khích việc học tập là tổ chức lễ xướng danh, lễ đọc tên người đỗ, tổ chức lễ vinh quy, lễ đón rước người đỗ cao về làng, khắc tên người đỗ đạt cao tiến sĩ vào bia đá dựng ở văn miếu để tôn vinh người có tài. Ngoài ra theo định kỳ còn có kiểm tra trình độ của các quan lại. Các quan lại cũng phải thường xuyên học tập nữa đấy các bạn. Thời hậu Lê năm 1428, năm 1527, tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên, thuyên thời vua Lê Khánh Tông năm 1460, năm 1497, có 12 khoa thi, lấy 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên. Đây là hình ảnh lễ xướng danh. Những người đỗ cao sẽ được ghi tên vào bảng vàng. Còn đây là hình ảnh vinh quy bái tổ, lễ đón rước những người đỗ cao về làng. Còn đây là hình ảnh bia tiến sĩ. Hình ảnh bia tiến sĩ trong văn miếu. Vậy sau khi tìm hiểu những biện pháp khuyến khích học tập ở nhà hậu Lê, cho chúng ta thấy được nhà hậu Lê rất quan tâm đến vấn đề học tập. Sự phát triển của giáo dục đã rất phần quan trọng không chỉ đối với việc xây dựng nhà nước, mà còn nâng cao trình độ dân trí và văn hóa người Việt.
Qua tất cả những thông tin mà thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu, các bạn hãy ghi nhớ những vấn đề sau. Giáo dục thời hậu Lê đã có nền nếp và quy củ. Trường học thời hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước. Vậy bây giờ, để cho bài học ngày hôm nay trở nên sinh động và giúp các bạn khắc sâu hơn kiến thức của ngày hôm nay, thầy và các bạn sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Đố em biết. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất nhé. Nhà hậu Lê tổ chức trường học như thế nào? A. Chưa quy củ. B. Có nhiều học sinh. C. Đã có nền nếp và quy củ. À, đáp án đúng là đáp án C. Chúng ta tiếp tục câu thứ hai nhé. Dưới thời hậu Lê, những ai được vào học trong quốc tử giám? A. Con cháu vua quan và con dân thường nếu học giỏi. B. Tất cả mọi người có tiền. C. Chỉ có con cháu vua quan mới được học. Đáp án đúng là đáp án A. À, nếu các bạn làm đúng, các bạn hãy tự vỗ tay tuyên dương mình nhé. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 3 nhé. Thời hậu Lê có mấy kỳ thi lớn được tổ chức để chọn nhân tài? A. 5 kỳ thi. B. 4 kỳ thi. C. 3 kỳ thi. Thời gian chọn đáp án đúng bắt đầu. À, đáp án đúng là đáp án B. 3 kỳ thi. Các bạn làm đúng, các bạn hãy tuyên dương mình nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Ở nhà các bạn hãy thuộc lòng ghi nhớ sách giáo khoa trên 50, chuẩn bị bài văn học và khoa học thời hậu Lê. Thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.